Hyun Bin tham công tiếc Việt, không kề cận khi Son Ye Jin lâm bồn. Sự thật gây ngỡ ngàng. Trước tin đồn tham công tiếc Việt nên không kề cận bà xã Son Ye Jin khi cô lâm bồn, phía nam diễn viên Hyun Bin mới đây đã chính thức lên tiếng phản bác. Vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, Son Ye Jin đã chính thức hạ sinh con trai đầu lòng sau nhiều tháng ngày trong ngóng. Ngay lập tức, thông tin này đã nhận về sự săn đón nồng nhiệt từ giới truyền thông và đông đảo khán giả. Nhiều người hâm mộ và bạn bè thân thiết đều đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới vợ chồng nữ diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau đó, một số kênh truyền thông đã đưa tin Hyun Bin đã vắng mặt tại thời điểm bà xã lâm bồn vì vướng vào lịch ghi hình bộ phim Các Nhị Tân ở Mông Cổ. Thông tin này được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Nam tài tử vô tình nhận về luồng ý kiến trái chiều vì có người cho rằng anh tham công tiếc Việt nên đã bỏ lỡ thời khắc quan trọng được đón con trai ra đời. Mới đây, phía công ty quản lý của nam diễn viên là Vast Entertainment đã lên tiếng đính chính về tin đồn trên. Người này cho biết Hyun Bin hiện đang ở Hàn Quốc và anh ấy đã ở bên cạnh vợ trong suốt quá trình hạ sinh con đầu lòng. Dù sinh sớm hơn dự kiến, nhưng hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con Son Ye Jin đều ổn định và cô đang hồi phục sức khỏe tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Jeopsamdong, Seoul. Được biết, nữ diễn viên đã sinh con sớm hơn so với thời gian dự kiến trước đó. Tại thời điểm khi vợ chuẩn bị cận kề ngày lâm bồn, Hyun Bin từng cân nhắc và cố gắng cân đối giữa việc ở bên cạnh bà xã khi sinh, đồng thời sắp xếp lịch trình ghi hình phù hợp cho bộ phim Các Nhị Tân. Được biết, nam tài tử đã nhận lời tham gia diễn xuất trong dự án này từ thời điểm anh chưa kết hôn với Son Ye Jin. Hồi tháng 3 vừa qua, Hyun Bin và Son Ye Jin đã chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới của cả hai từng gây xôn xao cõi mạng và thu hút sự săn đón nồng nhiệt từ công chúng. Sau khi kết hôn, nam tài tử vô cùng bận rộn với nhiều dự án khác nhau, nhưng anh vẫn luôn cố gắng chăm sóc và quan tâm tới gia đình nhỏ. Hyun Bin Son Ye Jin là cặp vợ chồng được yêu thích nhất nhì làng giải trí châu Á. Giữa lúc chưa hết hai về tin gia đình Bin Jin đón thành viên mới, người hâm mộ đang sần sần chia sẻ một câu chuyện thú vị, minh chứng cho định mệnh khó chối cãi của Hyun Bin Son Ye Jin. Theo đó, cặp đôi đã được sắp xếp ở cạnh nhau theo một cách rất đặc biệt từ năm 2014. Với thông tin Hyun Bin Son Ye Jin vừa chào đón bé trai đầu lòng vào ngày 27 tháng 11, các dự án phim ảnh trong quá khứ của họ nhờ vậy cũng được đào lại. Đặc biệt, phim truyền hình Hạ Cánh Nơi Anh gây bất ngờ khi tiếp tục đứng vị trí cao trên Netflix dù đã kết thúc khá lâu. Theo dòng tin tức về Hyun Bin Son Ye Jin, một blogger đã chia sẻ ảnh áp phích chính thức của liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc được tổ chức năm 2014. Trong ảnh, nhân vật của Hyun Bin và Son Ye Jin được thiết kế đặt cạnh nhau. Được biết, năm 2014 cũng là thời điểm mỹ nhân họ Son gây thương nhớ trên màn ảnh rộng với vai chính trong phim Hải Tặc đóng cùng Kim Nam Gin. Và tất nhiên, sự sắp xếp này chỉ là trùng hợp dựa trên ý tưởng của đội ngũ thiết kế. Bức ảnh trên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay sau khi được lan truyền. Theo đó, nhiều người không giấu được sự bất ngờ, xen lẫn hào hứng khi OTP của mình đã có duyên với nhau từ năm 2014. Bên cạnh đó, công chúng cũng dành lời khen cho vẻ ngoài đậm chất điện ảnh của cả hai diễn viên. Hiện Hyun Bin đang tham gia ghi hình cho phim Các Nhị Tân sau đặc vụ xuyên quốc gia. Được biết, Hyun Bin sẽ có cơ hội tham gia diễn xuất cùng thần tượng của mình là quý ông Chung Woo Sung ở phim điện ảnh mới này. Còn Son Ye Jin, cô vẫn đang tập trung chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại màn ảnh của mỹ nhân họ Son khi cô đã thực sự sẵn sàng.